Cô xin chào tất cả các con. Cô rất vui vì được làm người đồng hành cùng các con trong bài học ngày hôm nay. Trước khi bước vào bài mới, cô và các con sẽ cùng nhau ôn lại bài cũ. Ở tiết trước, cô và các con đã cùng nhau học bài luyện tập rồi. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau ôn lại qua một trò chơi. Trò chơi của cô được mang tên là Ong tìm mật. Bây giờ các con hãy quan sát lên trên màn hình. Trên màn hình, cô có 7 con ong và 7 bông hoa. 7 con ong có mang các bảng từ 10 cho đến 70 và 7 bông hoa có mang các số từ 10 cho đến 70. Nhiệm vụ của các con là hãy đưa các con ong này đến các bông hoa có số tương ứng. Các con đã hiểu chưa nào? Vậy thì chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên, cô có con ong mang bảng 10. Cô mời các con nối. Mình cùng kiểm tra. Con ong này sẽ bay đến bông hoa có số 10. Tiếp theo, cô có con ong mang bảng 20. Cô mời các con nối. Mình cùng kiểm tra. Con ong này sẽ bay đến bông hoa mang số 20. Tiếp theo, cô có con ong mang bảng 40. Cô mời các con nối. Mình cùng kiểm tra. Con ong này sẽ bay đến bông hoa mang số 40. Tiếp theo là con ong mang bảng 50. Cô mời các con nối. Mình cùng kiểm tra. Con ong này sẽ bay đến bông hoa mang số 50. Tiếp theo là con ong mang bảng 60. Cô mời các con nối. Con ong này sẽ bay đến bông hoa mang số 60. Tiếp theo là con ong mang bảng 70. Cô mời các con nối. Con ong này sẽ bay đến bông hoa mang số 70. Và cuối cùng là con ong mang bảng 30. Cô mời các con nối. Mình cùng kiểm tra. Con ong này sẽ bay đến bông hoa mang số 30. Bây giờ các con hãy kiểm tra lại một lần nữa xem mình làm có đúng như kết quả của cô không nhé. Qua phần ôn bài cũ hôm nay, cô tuyên dương tinh thần học tập của các em. Để giúp cho các con nhận biết được phép cộng các số tròn trục với một số tròn trục trong phạm vi 100 và biết cách cộng nhẩm hai số tròn trục, thì bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau qua bài mới, đó là bài cộng các số tròn trục. Bây giờ cô mời các con hãy quan sát lên trên màn hình xem cô có bao nhiêu vi tính nhé. Đầu tiên, cô có 3 bó vi tính. Mỗi bó có 10 vi tính. Hỏi cô có tất cả bao nhiêu vi tính? Cô mời các con trả lời. Cô sẽ có 30 que tính. Vậy 30 gồm mấy chục và mấy đơn vị? Cô mời các con trả lời. 30 gồm có 30 và 0 đơn vị. Cô viết 3 vào cột hàng chục và 0 vào cột hàng đơn vị. Tiếp theo cô lại có 2 bó que tính. Mỗi bó có 10 que tính. Hỏi cô có tất cả bao nhiêu que tính? Cô mời các con trả lời. Cô có 20 que tính. Vậy 20 gồm mấy chục và mấy đơn vị? Cô mời các con trả lời. 20 gồm có 20 và 0 đơn vị. Cô viết 2 vào cột hàng chục và viết 0 vào cột hàng đơn vị. Vậy muốn biết có tất cả bao nhiêu que tính, ta làm tính gì? Ta sẽ thực hiện tính cộng. Viết dấu cộng vào giữa hai số 30 và 20. Như vậy cô sẽ có 30 cộng 20 bằng bao nhiêu? Muốn biết điều đó, ta sẽ thực hiện cộng. Hàng đơn vị 0 cộng 0 bằng 0, viết 0. Hàng chục 3 cộng 2 bằng 5, viết 5. Bây giờ cô sẽ thực hiện đặc tính theo cột dọc
để chúng mình dễ hiểu hơn nhé. Khi đặt tính, cô sẽ viết số 30 trước. Sau đó, cô viết số 20 dưới số 30 sao cho các số, các hàng thẳng cột với nhau. Nghĩa là hàng đơn vị sẽ thẳng cột với hàng đơn vị, tức là số 0 sẽ thẳng cột với số 0. Hàng chục sẽ thẳng cột với hàng chục, nghĩa là số 2 sẽ thẳng cột với số 3. Tiếp theo, viết dấu cộng vào giữa hai số 30 và 20. Sau đó, viết tiếp dấu gạch ngang và ta bắt đầu thực hiện cộng. Các con lưu ý, hàng đơn vị tính trước và hàng chục tính sau. Hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, 0 cộng 0 bằng 0, viết 0. Hàng chục cộng hàng chục, 3 cộng 2 bằng 5, viết 5. Như vậy, kết quả của phép tính 30 cộng 20 sẽ bằng 50. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn cho các con cách thực hiện cộng các số tròn chục rồi. Và để giúp cho các con có thể củng cố và khắc sâu kiến thức, thì bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau qua phần luyện tập thực hành. Cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu bài số 1. Bài 1 yêu cầu gì? Bài 1 yêu cầu chúng ta tính. Với bài này, chúng ta không phải đặt tính mà chúng ta chỉ thực hiện cộng kết quả, viết kết quả bên dưới dấu gạch ngang. Và bây giờ cô sẽ thực hiện mẫu một phép tính đầu tiên. Đó là phép tính 40 cộng 30. Chú ý cho cô bắt đầu cộng, thực hiện từ hàng đơn vị trước, sau đó thực hiện đến hàng chục. Phép tính 40 cộng 30, chú ý thực hiện như sau. Cộng hàng đơn vị, 0 cộng 0 bằng 0, viết 0. Thực hiện cộng hàng chục, 4 cộng 3 bằng 7, viết 7. Như vậy, kết quả của phép tính 40 cộng 30 sẽ bằng 70. Áp dụng phép tính mẫu này, chúng ta sẽ thực hiện các phép tính còn lại cho cô. Cô mời các con thực hiện. Bây giờ, cô và các con sẽ cùng nhau kiểm tra lại phép tính nhé. Kết quả của các phép tính này như sau. 50 cộng 40 bằng 90. 30 cộng 30 bằng 60. 10 cộng 70 bằng 80. 20 cộng 50 bằng 70. 60 cộng 20 bằng 80. Với bài tập này, lưu ý cho cô, khi viết kết quả ở bên dưới, chúng ta chú ý phải viết hàng đơn vị của kết quả cũng thẳng cột với hai số ở bên trên và hàng chục cũng như vậy. Các con nhớ nhé. Tiếp theo, chúng ta qua bài tập số 2. Bài tập này yêu cầu gì? Bài tập này yêu cầu chúng ta tính nhẩm. Vậy thế nào gọi là tính nhẩm? Cô trò mình cùng đi vào tìm hiểu bài mẫu nhé. Cô có phép cộng 20 cộng 30. Để nhẩm phép tính này, chúng ta sẽ làm như thế nào? Cô viết 20 thành 20 và viết 30 thành 30. Sau đó cô cộng nhẩm. 20 cộng 30 sẽ bằng 50. Vậy 20 cộng 30 sẽ bằng 50. Đó là mẫu để chúng ta thực hiện theo. Và vận dụng mẫu này, chúng ta cùng nhau thực hiện cho cô các phép tính ở dưới đây nhé. Cô mời các con cùng thực hiện. Kiểm tra lại kết quả tính của các con có giống kết quả tính của cô không nhé. Kết quả của các phép tính này như sau. 50
cộng 10 bằng 60. Vậy 50 cộng 10 bằng 60. 20 cộng 20 bằng 40. Vậy 20 cộng 20 bằng 40. 30 cộng 50 bằng 80. Vậy 30 cộng 50 bằng 80. 40 cộng 30 bằng 70. Vậy 40 cộng 30 bằng 70. 20 cộng 60 bằng 80. Vậy 20 cộng 60 bằng 80. 70 cộng 20 bằng 90. Vậy 70 cộng 20 bằng 90. 50 cộng 40 bằng 90. Vậy 50 cộng 40 bằng 90. 40 cộng 50 bằng 90. Vậy 40 cộng 50 bằng 90. 20 cộng 70 bằng 90. Vậy 20 cộng 70 bằng 90. Và ở bài tập này các con lưu ý cho cô các phép tính 50 cộng 40 bằng 90, 40 cộng 50 bằng 90 và phép tính 70 cộng 20 bằng 90, 20 cộng 70 bằng 90. Ta thấy phép tính 50 cộng 40 bằng 90 và 40 cộng 50 bằng 90 có kết quả bằng nhau và các số trong hai phép tính này giống nhau, chỉ khác nhau về vị trí đứng và đó chính là dựa vào tính chất của phép cộng. Tương tự ở hai phép tính 70 cộng 20 bằng 90, 20 cộng 70 bằng 90 thì đó cũng chính là tính chất của phép cộng. Tiếp theo cô và các con sẽ cùng nhau qua bài tập số 3. Đây là bài toán có lời văn. Để giải bài toán này, trước hết các con phải đọc kỹ đề bài, sau đó cho biết bài toán cho biết gì và bài toán hỏi gì. Bây giờ cô sẽ đọc đề bài. Thùng thứ nhất đựng 20 gói bánh. Thùng thứ hai đựng 30 gói bánh. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu gói bánh? Bài toán cho biết gì? À, bài toán cho chúng ta biết thùng thứ nhất đựng 20 gói bánh. Thùng thứ hai đựng 30 gói bánh. Vậy bài toán hỏi gì? À, bài toán hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu gói bánh. Ở đây chúng ta thấy xuất hiện từ khóa gì nào? À, đó là từ cả hai. Vậy với từ khóa này chúng ta dùng phép tính gì? À, chúng ta sẽ dùng phép tính cộng. Cô có phần tóm tắt của bài này như sau. Thùng thứ nhất 20 gói bánh, thùng thứ hai 30 gói bánh, cả hai thùng gói bánh. Sau đây cô sẽ hướng dẫn cho các con cách giải. Ở phần cô hướng dẫn giải toán có lời văn, cô đã hướng dẫn cho các em viết câu lời giải dựa vào phần hỏi. Vậy chúng ta sẽ viết câu lời giải của bài toán này nhé. Cô có phần hỏi của bài toán này như sau. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu gói bánh? Thứ nhất, các em hãy gạch bỏ đi cho cô từ hỏi. Tiếp theo, các em hãy thay thế cho cô cụm từ bao nhiêu bằng từ số. Và cuối cùng là chúng ta gạch bỏ dấu hỏi thay bằng từ là và dấu hai chấm ở cuối câu. Chúng ta viết câu lời giải như thế nào? Cô mời các con hãy cùng suy nghĩ. À, chúng ta có thể viết câu lời giải là số gói bánh cả hai thùng đựng là, hoặc có thể viết là cả hai thùng đựng số gói bánh là. Cô sẽ viết hai câu lời giải này ra cho các con cùng xem nhé. Câu lời giải thứ nhất, số gói bánh cả hai thùng đựng là. Cô thực hiện phép cộng 20 cộng 30 bằng 50 gói bánh. Lưu ý đơn vị sẽ nằm trong dấu ngặt đơn. Và cuối cùng là đáp số 50 gói bánh. Ngoài ra chúng ta cũng có thể viết câu lời giải là cả hai thùng đựng số gói bánh là. Thực hiện phép cộng 20 cộng 30 bằng 50 gói bánh. Đơn vị sẽ nằm trong dấu ngoặc đơn. Và cuối cùng là đáp số 50 gói bánh. Chúng ta thấy với hai câu lời giải nhưng kết quả của bài toán đều giống như nhau.
Cô trò mình vừa hoàn thành bài tập số 3. Với bài tập này, các em chú ý cho cô củng cố lại phép cộng các số tròn trục và giải toán có lời văn. Như vậy, cô và các con vừa hoàn thành bài học ngày hôm nay, đó là cộng các số tròn trục. Các con đã nắm được phần lý thuyết và thực hành được 3 bài tập rồi. Cô khen tinh thần học tập của các con. Về nhà, các con xem lại cách cộng các số tròn trục. Hoàn thành các bài tập trong phiếu bài tập cô giao. Chuẩn bị bài tiết sau, bài luyện tập trang 130. Tiết học đến đây là kết thúc. Cô chúc các con chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp lại các con ở bài học tiếp theo. Chào các con.